Em anh xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay em anh xin giới thiệu với lại mọi người một cái căn nhà giá hiện tại đang rất là rẻ, chỉ với 1 tỷ 460 triệu đồng thôi. Quý khách hàng đã có thể sở hữu cho gia đình mình một cái nhà diện tích là 35m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Nam. Ngõ trước nhà là 2m2 và cách đường ô tô đi lại chỉ 30m mọi người nhá. Thì hôm nay cái căn nhà đấy đây em sẽ quay và gửi tới mọi người. Vị trí là thuộc tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái mặt tiền là 3m3, mặt hậu cũng là 3m3. Nhà rất là vuông vắn, rất là đẹp, rộng mọi người nhá. Cái diện tích của cái căn nhà này trên sổ đỏ là 35m². Cái nhà này đã có sổ đỏ riêng biệt, đầy đủ giấy tờ pháp lý, đầy đủ về để hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Cái căn này chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng mua nhà nhé. Đây chính là cái vị trí mà em ánh muốn quay tới mọi người. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Và cái cửa chính của ngôi nhà đây mọi người ạ, rất là rộng. Được thiết kế hai lớp cửa, lớp ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và cửa bên trong là nhôm hệ Việt Pháp mọi người nhé. Đây này, mời mọi người tiến vào phía căn nhà cùng em. Phía bên trong của căn nhà, cái nhà này được thiết kế theo cái hình thức hiện đại mới nhất, là để tầng 2 có cái gác lửng làm phòng khách mọi người ạ. Cho nên là cái tầng 1 này, vị trí em ánh đang đứng theo cái khách quan của em thì đây chính là khu vực để xe mọi người nhá. Đây này, nơi em ánh đang đứng đây chính là phần để xe máy của chủ nhà đó, để được cũng khá là nhiều xe. Như mọi người quan sát thì hệ thống đèn led trần thạch cao cũng như là màu sơn và gạch ốp lát đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Với cái căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người nhé. Giá thì rất là rẻ, chỉ 1 tỷ 460 triệu đồng thôi. Rất là nhiều những cái tiện ích xung quanh của cái ngôi nhà này. Ví dụ như là rất là gần trường mầm non, trường tiểu học, gần chợ, gần với lại rất là gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa mọi người nhá. Rất là nhiều cái tiện ích xung quanh. Mà mọi người hướng vào trong phía căn phòng bếp cùng em. Đây chính là phía căn phòng bếp mọi người ạ. Thiết kế rất là hợp lý. Đây chính là phần để máy hút mùi và ở dưới này là phần bếp. Cái tủ bếp này thì được thiết kế là gỗ lim Nam Phi mọi người nhá. Đầy đủ phụ kiện của đi kèm với tủ bếp rồi. Đây, chạn úp bát và vòi chậu cũng như là chậu rửa bát. Đồng hồ nước điện đều được lắp đặt đầy đủ mọi người nhé. Công tơ điện lực Hà Nội và nước sạch quận Hà Đông. Em nhấn mạnh lại cho mọi người biết nhé, nước sạch quận Hà Đông mọi người ạ. Ở đây chủ nhà đầu tư có để một cái khoảng trống để tủ lạnh mọi người ạ. Đây này, rất là hợp lý. Căn bếp thì là được thiết kế rất là đơn giản thôi, nhưng mà lại đầy đủ mọi cái công năng. Ở phía đây là để bàn ăn này. Và cái căn bếp này thì là ở đằng sau là chủ đầu tư có thiết kế thêm một cái cửa kéo ra kéo vào. Thực ra cái cửa này để lấy cái ánh sáng ở phía bên trên cũng như là cái không khí vào trong cái không gian phòng bếp mọi người ạ. Rất là thoáng, nấu ăn, mùi, các thứ là nó sẽ thoát ra được bên ngoài ấy. Đó, mọi người có thể quan sát luôn. Rất hợp lý. Trần thạch cao của cái ngôi nhà này thì là được thiết kế theo kiểu giật cấp mọi người nhá. Đây này, rất là đẹp. Hệ thống đèn led đều là chiếu sáng, đều là tiết kiệm điện. Tầng 1 của ngôi nhà thì được thiết kế một nhà vệ sinh. Đây, tầng 1 của ngôi nhà đây được thiết kế thêm một nhà vệ sinh khá là rộng. Nhà vệ sinh này thì chỉ có bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và
Ở trong nhà vệ sinh là có một cái máy bơm để bơm nước lên toàn bộ trên 4 tầng của ngôi nhà mọi người nhá. Nhà này thì cũng đã có bồn nước ở phía trên tầng 4 rồi mọi người ạ. Bồn nước của cái nhà này thì là một khối mang cái thương hiệu là Tân Á Đại Thành mọi người nhá. Bây giờ em Ánh xin mời mọi người hướng với em theo lên trên tầng 2 của ngôi nhà xem là cái căn nhà này thì được thiết kế có hợp lý hay không. Toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang đây mọi người này được đều làm bằng gỗ đây, chất liệu là gỗ. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đều làm bằng gỗ lim nam phi rất là chắc chắn và cầu kỳ. Mặt bậc, cổ bậc đều được lát đá xanh bình định mọi người ạ. Xin mời mọi người lên tầng 2 cùng em Ánh nhé. Tầng 2 của cái căn nhà này thì được thiết kế một phòng khách và một phòng ngủ, đồng thời là có một phòng vệ sinh nha mọi người. Phòng khách đây, đây chính là phía phòng khách của cái ngôi nhà. Rất là rộng mọi người ơi. Cái phòng khách này thôi nó đã rơi khoảng tầm 12 mét vuông rồi. Đó. Đây này. Phòng khách này có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài cũng như là cửa được thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Đây, hệ thống trần thạch cao đây mọi người nhá. Cái tầng 2 này thì nó là gác lửng cho nên là cái khoảng cách từ dưới sàn cho tới lên trên trần nó rất là cao mọi người ạ. Nó rất là cao, rất là thoáng, có để sẵn dây chờ để nếu như mà có lắp quạt trần thì là có thể lắp được mọi người nhá. Và ở cái vị trí gác lửng này thì được chủ đầu tư thiết kế một cái vách CNC bằng gỗ, chất liệu rất là đẹp, màu sáng, màu trắng và vân gỗ, rất là hợp lý với cái vị trí ở phòng khách, ngăn cách khu vực cầu thang và cái phòng khách này. Đồng thời là cái vách CNC này, đây mọi người có thể quan sát này, có một cái tủ nhỏ nhỏ để có thể để những đồ lặt vặt của phòng khách này, rất là hợp lý. Mời mọi người hướng theo em đi vào phía phòng ngủ nhá. Phòng ngủ của ngôi nhà xem có rộng rãi không nào. Đây chính là phía phòng ngủ mọi người ạ. Căn phòng ngủ rất là rộng. Tất cả các phòng đều có đầy đủ hệ thống cửa sổ, ống chờ, dây chờ điều hòa và áp điều hòa của từng phòng. Đây. Em Ánh quay rất là chi tiết để cho khách hàng có thể ngồi trước màn hình và có thể tưởng tượng theo em Ánh đi từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 như thế nào nhá. Mọi người khi mà xem video của em thì thấy ưng thì mới cần đi xem nhà thôi, không cần. Cái gạch ốp lát của cái phòng ngủ này là được thiết kế là gạch 50-50 vân đá mọi người nha. Và cái sơn tường toàn bộ của cái căn nhà này, đây này em nói toàn bộ của căn nhà là màu trắng sáng mọi người ạ. Đây là màu trắng, toàn bộ là màu trắng. Hệ thống cửa thông phòng là cửa gỗ cũng toàn bộ mọi người nhá. Từ tầng 2 cho tới lên tầng 4 đều là cửa gỗ. Mời mọi người hướng theo em vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của cái ngôi nhà thì đầy đủ. Trên tầng 2 đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo cũng như là gạch ốp lát đều đã được thiết kế xong đầy đủ rồi. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em nhé. Cái cầu thang đi lên giữa các tầng mọi người ạ, thiết kế rất là rộng và không hề bị dốc nha mọi người. Tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây, phòng ngủ này thì tương tự như là tầng 2 thôi. Mỗi một cái phòng ngủ này thì diện tích nó rơi khoảng tầm 13 mét vuông.
13m2 mọi người nhé. Căn nhà này thì rất là vuông vắn, mặt tiền 3m3, mặt hậu cũng 3m3, cho nên là chia các phòng ngủ cũng đều rất là vuông, không có bị chéo một chút nào hết cả. Đó, gạch ốp lát ở trên này cũng là giống màu tầng 2, cửa thông phòng cũng vậy. Nhà vệ sinh của tầng 3, đây chính là nhà vệ sinh của tầng 3 mọi người nha. Thay vào thiết kế sen cây như tầng 2 thì là được thiết kế sen bình thường, sen tắm thường. Tuy nhiên thì vẫn cứ đầy đủ mọi công năng cho một cái tầng sử dụng, vẫn đầy đủ về bồn cầu, sen tắm, lavabo. Mời mọi người hướng sang qua căn phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà cùng em. Đây chính là căn phòng ngủ thứ 3 đây mọi người ơi. Rất là sáng mọi người ạ, đây này. Đều được thiết cửa sổ, đều được thiết kế hai lớp. Và cái căn phòng ngủ này cũng khá là rộng đấy mọi người ạ. Căn phòng ngủ này nó sẽ rơi khoảng tầm 14m mọi người nhé. Để sắp đặt giường tủ cũng như là tủ quần áo rồi bàn phấn là vô tư. Như mọi người đây này, từ trên tầng 3 thì em quên không giới thiệu với mọi người. Trên tầng 3 của cái nhà này thì chủ đầu tư không thiết kế trần thạch cao nữa mà để trần thường mọi người nhá. Đây này, trần thạch cao chỉ thiết kế từ tầng 1 đến tầng 2 thôi. Tầng 3 thì là để bình thường, tuy nhiên thì vẫn có đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng mọi người nhá. Đây cửa thông phòng đây ạ. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4, phòng tầng cuối cùng cùng em. Tầng 4 của cái ngôi nhà này thì được thiết kế gồm một phòng thờ, một khu vực sân phơi và một khu vực để máy giặt mọi người nhé. Đây chính là cái phần phòng thờ của ngôi nhà đây mọi người này. Rất hợp lý. Đây chính là phần phòng thờ mọi người nhé. Rất là rộng. Và đây là phần khu vực sau này để máy giặt. Đây có sàn thoát nước rồi. Sau này để máy giặt ở đây mọi người nhé. Và mời mọi người hướng sang phía phần sân phơi của ngôi nhà của anh em. Rất là thoáng mọi người ạ. Đây chính là phần sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà đây. Như mọi người quan sát thì đều được làm một cái hệ thống chuồng cọp rất là an toàn. Đó. Và cái phần sân phơi thì là được lát gạch riêng biệt, gạch 40-60 chống 40-40, gạch đỏ chống trơn trượt mọi người nhá. Cái cửa mà hướng ra cái phần sân phơi này thì là đảm bằng cửa sắt mọi người ạ. Đây này. Đó. Đồng thời thì ở cái phần sân phơi là vẫn có một cái cửa sổ hướng vào phía cầu thang ở bên trong ấy, rất là thoáng. Như vậy thì em anh đã nói gần như rất là chi tiết về cái căn nhà này để gửi tới toàn bộ quý khách hàng của em rồi. Vị trí nhà thì là thuộc tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá bán là 1 tỷ 460 triệu đồng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng mọi người nhé. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì xin vui lòng gọi điện cho em ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay thì nhớ bấm vào like để ủng hộ em, cũng như là đăng ký kênh, nhớ ấn vào cái nút chuông ở bên phải màn hình để có thể là những người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.